Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm về những cái dạng mới của Pokemon từ phiên bản 7.3.1 trở lên nha các bạn ơi. Tập ngày hôm trước chúng ta đã gặp được em Celebi ngoài hành tinh cũng như là em Pichu tai nhọn rồi nha. Đó, tập ngày hôm nay thì đã chuẩn bị thì chúng ta sẽ đi tìm coi công thức chế tạo của cái quả Luxury Ball nha các bạn ơi. À, mình ghi lộn rồi, Luxury Ball đây mới đúng nè các bạn ơi. Nó sẽ cần những cái loại quả nào đây? Nó sẽ cần cái loại quả màu đỏ, màu trắng cũng như là màu đen các bạn à. Để mình coi mấy cái shopkeeper này có bán không. Ui, hình như là không có bán rồi các bạn ơi. Ơi ơi, mình chỉ có được có một quả thôi, tại vì mình rất là ít xài cái quả Luxury Ball đó. Đây là cái quả cầu sang chảnh đó các bạn ơi. Rồi, đầu tiên thì để chúng ta sẽ chuẩn bị những cái apricorn cái đã. Rồi, sẵn tiện thì mình sẽ cất những cái loại quả cầu này vào luôn nha. Ở đây mình đang có hai quả GS Bond cũng như là hai quả Cherry Bond nha các bạn ơi. Cherry Bond chứ. Đó, những cái quả đó thì mình cũng rất là ít dùng luôn đó. Rồi, thì mình sẽ đi vào đây. Chúng ta sẽ đi ra tìm cái đồ để tưới cây đó các bạn ơi. Đây, và cũng như là bột xương để mà mình bón. Bón cho những cái cây apricot màu đỏ đây nè. Ok, ngon lành cành đào liền. Bây giờ mình sẽ dùng cái Wormerform này để mà bón lên thôi các bạn à. Rất là đã luôn. Đó, các bạn thấy không, nó lên quả rất là nhanh luôn nè. Rồi, mình sẽ đi qua những cái hàng berry khác để mà mình thu hoạch luôn nha các bạn ơi. Thu hoạch cho nó đủ 30 quả. Rồi chúng ta sẽ đi kết hợp nó lại và đi tạo những cái quả Luxury Ball nha. À, mình còn phải nung nó nữa chứ, mình quên mất. Ngon lành cành đào liền. Ôi, mình đã có được 21 quả rồi. Úi, ủa, cái ông này nó có dấu chấm than ở trên đầu nữa các bạn ơi. À, đây là cái ông dân làng nhưng mà có cho mình nhiệm vụ nè. Nhiệm vụ là bắt 15 Pokemon hệ thường. Ôi, rất là hay luôn các bạn à. Xin vái trưởng ạ. Bắt 15 Pokemon hệ thường hả? Được thôi, mình sẽ nhận nhiệm vụ này nha các bạn ơi. Đó, đây cũng là một trong những cái cập nhật mới nhất của phiên bản 7.3.1 đó. Bây giờ thì mình sẽ cho nung apricorn thôi các bạn ơi. Hai cái loại quả kia thì mình đã có cho nung sẵn rồi đó. Bây giờ thì đứng đây mà chờ một xíu thôi các bạn à. Trời ơi. Ra ngoài này. Ấy da. Có em Snubbull nè. Để mình run coi thử coi nó phải là Pokemon hệ thường không. Chúng ta sẽ đi thực hiện nhiệm vụ nha. Em này Pokemon hệ tiên rồi. Em Lilybub. Đây là Pokemon hệ thường nè các bạn ơi. Bắt nó luôn nha. Ngon lành ngon lành. Lilybub với tôi hả? Lụm nó ngay các bạn ơi. Một quả thôi. Và ta là thành công liền. Bắt rất là dễ luôn nha các bạn. Ôi, nó đã giảm xuống còn 14 em Pokemon hệ thường rồi nè. Wow, cái nhiệm vụ rất là hay luôn nha. Rồi, sẵn tiện thì mình sẽ đi vòng vòng và mình làm luôn nha các bạn ơi. Và mình cũng sẽ bắt luôn mấy cái em Marip nữa. Để tắt thông báo boss đi cái đã. Đây, ngoài đây có một em Marip nè. Chúng ta sẽ bắt luôn Marip để mà làm về những cái màu của Marip nha các bạn ơi. Rất là hay luôn đó. Marip bây giờ chúng ta có thể nhuộm lông được cho nó mà. Rồi, chỉ cần một quả Whitbon là có thể bắt được ẻm rồi. Luxury Bond, Whitbon. Mình sẽ cho Whitbon ra trước đi. Luxury Ball ra sao các bạn ơi, để mà tiện để mà bắt cái đã. Sẵn có em Rattata nè. Ui, để bắt Marip trước cái đã. Cái bọn Marip này nó xuất hiện cũng khá là phổ biến tại những cái vùng đồng bằng như mình đang ở nè các bạn ơi. Rất là hay luôn nha. Và chỉ cần một quả Whitburn thôi là bắt được thôi nè. Ngoài kia lại có thêm một em nữa. Wow, hình như Marip nó không phải là Pokemon hệ thường nữa các bạn ơi. Nó là Pokemon hệ điện thì phải. Đúng rồi nè các bạn ơi, Pokemon hệ điện. Vậy thì mình sẽ tạm tắt nó đi luôn đi ha. Để sau này khi nào mà rảnh á thì mình sẽ bắt nó lại. Bidoo này có mang hệ thường nè, lụm nó luôn. Chính xác là cái con Bidoo này nó mang song hệ. Hy vọng là chúng ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ được đó các bạn ơi. Thử bắt Bidoo một cái coi. Đây, bắt được nó rồi nè. Wow, và nó vẫn giảm xuống là còn 13 em Pokemon. Em Sandred này hình như cũng là Pokemon hệ thường đó bạn ơi. Nói chung rất là tuyệt luôn. Chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ cái đã. Bây giờ nó có cập nhật nhiệm vụ rồi, nó cũng hay chứ bà.
Chính xác á, khi mà làm nhiệm vụ á, chúng ta sẽ nhận được những cái phần thưởng khác nhau đó bạn ơi, tùy theo cấp độ của nhiệm vụ đó, rất là hay luôn nha. Rồi để mình dùng lệnh time query daytime coi nào. Ui hiện giờ là trời rất là tối rồi nè. 10 phút nữa sẽ có cơ hội 30% xuất hiện một em huyền thoại nha. Hey da, biết đâu với tôi nè, đi bắt nó thôi các bạn ơi. Ồ mình thấy xa xa còn có mấy em Sentret nữa nè, mấy em sóc. Ồ đi ra lụm nó hết luôn. Con này con sóc đúng không ta? Lụm nó liền. Whip bomb cũng có rất là nhiều luôn, nên là cứ xài thoải mái các bạn ơi. Với lại bây giờ Pokemon hệ thường mình đã có đủ hết rồi. Ồ chính xác là những cái Pokemon thường á mình có hết luôn rồi đó. Em Escan này là Pokemon hệ độc hả? Trời ơi. Còn em Electrai này là Pokemon hệ gì đây? Ôi hệ điện các bạn ơi. Cũng được. Đó, có em Sentret này là hệ thường nè. May quá nãy giờ không có bắt nhầm. Cứ lượm mấy em Sentret này về thôi các bạn ơi. Ngon lành canh đào ngay. Mấy em này các bạn thấy không? Bắt rất là dễ luôn. Whip mà. Ở đây mình chỉ còn 9 em Pokemon hệ thường nữa thôi là được rồi nè. Để mình coi cái trái màu đỏ nó nung hết chưa. Wow, vẫn còn 5 quả nữa các bạn ơi. Ngoài này có một cái ông gì nè. Đây là shopkeeper các bạn à. Ui bán lip stone luôn. Ồ sẵn tiện thì mình chắc cũng mua lip stone luôn quá. Ở nhà mình đang bị thiếu 5-6 viên nữa thì phải. Để mình vô nhà mình kiểm tra thử coi. Nếu mà nó đủ 40 viên thì khá là ok đó. Ui nó là 48 viên luôn rồi. Ngủ một phát cho trời nó sáng các bạn ơi. Đó trời sáng chúng ta lại ra kiểm tra mấy cái quả Apricorn nè, quả màu đỏ còn cái quả cuối cùng thôi, cùng chờ một xíu nào. Đó chờ nó nung quả cuối cùng nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi kết hợp để mà tạo những cái đế của cái quả Luxury Ball nha các bạn. Ai da tôi lỡ tắt rồi, đây nè mình sẽ tạo đâu đó tầm 63 cái đế đó nha. Đó 63 là quá đủ rồi đó các bạn ơi. Ok cái số Apricorn còn lại mình sẽ cất vô đây đi. Rồi mình sẽ chia ra 6 cái lò đi. Ui trong đây có sẵn những cái đế Thunderbolt luôn nè. Ui mình để rất là lâu luôn rồi đó. Rồi sẵn tiện thì chúng ta sẽ thu thập lại hết luôn nha. À phía những cái lò bên này thì không có các bạn ơi. Cũng được cũng được. Ngoài đây có thêm một cái em Rattata nè. Ai da mình đứng xa quá, không có coi được nó có hệ gì. Em này mang hệ thường các bạn ơi. Vậy thì mình sẽ lượm nó luôn nha. Thoải mái thoải mái thôi. Cho xong cái nhiệm vụ của cái ông dân làng hồi nãy cái đã. Hình như ông hồi nãy là trainer luôn thì phải, chứ không phải là dân làng nữa các bạn ơi. À bên đây có thêm một em Zigzagoon nè. Lượm ngay lượm ngay. Ồ nãy giờ mình đang đi bắt khá là nhiều bộ môn hệ thường rồi đó các bạn ơi. Hấp dẫn liền. Đó và bắt rất là nhanh luôn. Tại vì có cái quả Whip mà. À mình chỉ còn một một em Pokemon hệ thường nữa thôi là xong nhiệm vụ rồi nhé các bạn. Ôi qua đây có không ta? À đây nè, biết đâu. Ôi nó thách đấu mình luôn nè. Rất là may mắn luôn nha. Chúng ta sẽ lượm nó luôn. Rồi, đây là em cuối cùng để mà mình xong nhiệm vụ nhé các bạn ơi. Đó, xong luôn rồi. Ngon lành. Bây giờ chúng ta sẽ phải trở về với lại trainer để mà trả lại cái nhiệm vụ nha các bạn. Ủa, ông trainer mất tiêu rồi. À bên đây lại có thêm một cái ông già Noel. Có thêm nhiệm vụ nữa nè các bạn ơi. Bắt 15 Pokemon hệ lửa hả? Ok. Sao mình nhận được ba cái nhiệm vụ luôn vậy? Bắt 15 Pokemon hệ lửa, hệ điện cũng như là hệ nước các bạn ơi. Ôi hay vãi chưởng à. Thôi để mình đi kiếm ông trainer hồi nãy đi, để mình trả nhiệm vụ cái đã. Đây ông này trốn trong đây nè. Đây các bạn ơi. Đây chúng ta đã trả nhiệm vụ nha các bạn. Goodbye ổng nè. À và ông cho mình 5 cái Chilean Berry. À thì ra nhiệm vụ thường á chúng ta nhận được Berry các bạn ơi. Để mình coi nếu mà mình gặp nhiệm vụ đặc biệt thì sẽ như sau nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi thu thập những cái Luxury Ball để mà tạo ra 63 quả cầu chứ. Đâu rồi, nung đủ chưa vậy? Hình như nó đã nung xong hết rồi đó các bạn ơi. Bây giờ thì tạo Luxury Ball thôi nè. À, ngon lành ngay. Chúng ta đã có được một stack Luxury Ball luôn rồi. Tha hồ mà đi bắt những cái form mới của Pokemon nha các bạn.
Sẵn tiện thì mình cũng sẽ tạo luôn Summer Ball nha. Ồ, mình bị hết những cái nút rồi hả? Thôi kệ các bạn ơi, cất lại đi. Đó, cái số Summer Ball này thì mình sẽ bỏ vô cái ba lô màu trắng của mình chứ. Ba lô vàng thì không có gì đâu. Đây, cất lại. Khi nào thiếu thì mình sẽ lấy ra nha các bạn. Wish Ball nè, chúng ta cũng vẫn sẽ chuẩn bị những quả cầu mới luôn. Đây, mình sẽ đi làm nhiệm vụ bắt Pokemon hệ điện nha các bạn ơi. Đầu tiên thì mình bắt ma Rip đi. Đó, tại vì mình cũng đang rất là cần nó mà. Ngon lành luôn. Cứ mà nhắm Wish Ball á mà thả thôi các bạn ơi. Đó, mấy em này rất là dễ dính luôn đó. Trời ơi, cấp nó thấp mà. Một em ma Rip đã xong. Để mình tới đây mình kiểm tra coi. Ủa, nó đã giảm xuống còn 14 em Pokemon hệ điện rồi nè. À, bên đây còn có thêm một em ma Rip nữa. Qua bắt nó luôn nha các bạn ơi. Cái con mèo này cứ thách đấu tôi à. Ôi, ma Rip tí hon các bạn ạ. Lụm nó ngay, con này có chút xíu à. Lụm nó thử bằng Ultra Ball coi. Ultra Ball, ui vẫn thành công luôn kìa, dễ vãi. À, lại là ma Rip nữa nè. Cái vùng này công nhận ma Rip xuất hiện rất là phổ biến luôn đó các bạn ơi. Ngon lành. Đỡ phải đi tìm ở đâu xa xôi anh em à. Cứ bắt tại nhà thôi à. Đó, thành công rất là dễ dàng. Rồi, để mình đi kiểm tra mấy cái nhiệm vụ coi. Hình như nãy giờ mình đã làm xong rồi đó các bạn ơi. Ok, chúng ta đã xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ đi trả thôi các bạn. Rồi, goodbye ổng luôn nha. Cho mình ba cái loại berry luôn rồi nè. Wow. Nói chung á, từ phiên bản bây giờ trở đi á, chúng ta rất là cần berry đó. Nên là làm nhiệm vụ nó cũng khá là tốt các bạn ơi. Đỡ phải đi ra ngoài mà kiếm mấy cái berry này chi cho nó mất công. Rồi, xong nhiệm vụ rồi. À, chúng ta có lịch sử những cái nhiệm vụ cũ nữa các bạn ơi. À, cũng hay ha. Mấy cái này thì mình đã làm xong rồi nè. Mình làm hồi nào mình cũng không nhớ luôn đó. Ok. Thôi, để bây giờ mình đi lên trên mình coi thử. Còn có cái ông nào cho mình nhiệm vụ nữa không ta? Ôi, đây nè. Đây ông này có nhiệm vụ màu vàng nữa các bạn ơi. À, ông này là Bloodsmith. Ui. Ông muốn mình cho ông coi cái Meltan tiến hóa các bạn ơi. Ôi ôi, rồi, để mình đi mình kiếm thử coi mình có gặp được cái Meltan nào không nha. Trời ơi, cái nhiệm vụ gì mà khó khăn quá vậy? Đúng là nhiệm vụ màu vàng nó khác các bạn ơi. Hình như đó là nhiệm vụ đặc biệt thì phải. Trời ơi, chơi tiến hóa Legendary luôn, căng thẳng thiệt sự. Để mình lấy những cái quặng ra cái đã. Mình nghe nói từ phiên bản 7.3.1 trở đi á, thì Meltan đã được fix tỷ lệ rồi các bạn ơi. Đó, nó sẽ xuất hiện dễ dàng hơn. Và bây giờ nó chỉ còn 25% cơ hội để biến thành Ditto, chứ không phải là 40% cơ hội như là hồi xưa nữa. Nên là chúng ta an tâm được phần nào rồi đó. Và đây là Meltan rồi nè. Cuối cùng cũng gặp được nó các bạn ơi. Nãy giờ thì mình có giao chiến qua với nó, nhưng mà mình quăng nhầm quả bon rồi. Nên bây giờ mình phải quăng lại các bạn à. Đó, thách đấu nó tới chiều luôn rồi đó. Đầu tiên thì mình sẽ dùng Wish Ball trước nha. Lúc nào chả vậy. Đó, Wish Ball. Mà hình như bữa này chắc nó không thành công đâu. Cái kết cục này tôi thấy quen lắm đó. Tiếp theo đó thì mình sẽ sử dụng Liver Ball nha các bạn ơi. Tại vì con này nó mới cấp 5 thôi. Còn Scissor của mình cấp 100 lận. Nên nó sẽ cộng rất là nhiều luôn đó. Gặp mấy con mà cấp thấp hơn 25 á, các bạn cứ Liver Ball mà xả nha các bạn ơi. Rồi, vẫn tiếp tục là Liverpool nha các bạn. À, ngon lành liền. Mà cái con Meltan này nó cũng khá là khó bắt đó các bạn ạ. Nhìn vậy thôi chứ cái lần đầu tiên mình bắt nó là mình phải dùng đến Master Ball đó. Trời ơi, tôi hơi bị cây cú cái vụ này luôn. Tiếp tục là Liverpool nè. Úi, và hình như chúng ta đã bắt được Meltan rồi nè. Úi, trời ơi, nó thành Ditto. Trời ơi, cây cứu phải các bạn ơi. Ditto chứ không phải là Meltan. Ôi, 25% cơ hội thôi mà. Sao mà dễ quá vậy. Trời ơi, nhưng mà được một cái là nó xuất hiện cũng phổ biến hơn hồi xưa rồi các bạn à. Nói chung là cũng may. Cái hàng lò nông bên kia mình đã lấy hết rồi. Bây giờ mình sẽ qua những cái lò nông ở phía bên này nha các bạn. Hy vọng nó sẽ tiếp tục xuất hiện. Lấy nãy giờ mà chưa thấy cái gì hết vậy.
Toàn là sắt, là vàng, là silicon không à. Cả aluminum nữa. Ôi ôi. Ô đây rồi các bạn ơi. Ô Meltan. Công nhận cái tỷ lệ xuất hiện nó cũng tăng lên đáng kể rồi đó. Rồi quả đầu tiên là Whitbon thôi các bạn ơi. Khá là hay luôn. Nói chung cũng hy vọng lần này nó sẽ không biến thành ít to nha. 25% cơ hội thành ít to thôi. Nhưng mà không hiểu sao cái con hồi nãy nó lại ra lượt luôn đó. Chắc do mình xui. Ây da, mình không thể đổi Pokemon rồi. Mình định đổi qua cái con Venusaur để mà ru ngủ nó nhưng mà không được. Chắc mình vẫn sẽ tiếp tục dùng Liverborn thôi bạn ơi. Meltan này nó dùng cái chiêu Harden hoài hay sao á. Tại nó boost cái đó rất là quen thuộc luôn rồi. Meltan này mới cấp 5 à. Dễ sung chưa. Siêu tí hon này nha các bạn. Rồi lần này thì mình vẫn tiếp tục dùng Liverborn thôi. Tại vì cái quả này nó rất là tác dụng mà. Úi thành công luôn kìa. Úi và lần này nó đã là Meltan các bạn ơi, chứ không phải là Litter. Cực kỳ ngon luôn. Mình sẽ kiểm tra cái em Meltan hồi nãy nha. Cóc Caesar vô nè. Đây Meltan của tôi nè. Ồ cấp 5. Mới bắt được luôn các bạn ơi. Bắt bằng Liverborn đó. Nhìn coi nó xịn sò không nè. Thì để tiến hóa cái em Meltan này á, mình sẽ phải còn lấy 400 quặng ra khỏi cái lò nha các bạn. Sau đó thì sẽ cho Meltan lên cấp thì nó sẽ tiến hóa nha. Giờ mình sẽ đi lấy nè. 400 quặng thì lấy 7 stack là vừa rồi đó. Rồi lấy được 5 stack rồi nè. 6 stack rồi nè. Ngon lành. Nhớ là các bạn phải cho Meltan nằm từ 1 trong 6 slot nữa nha. Đó, chứ không nó không cho nó ra thì các bạn sẽ không tiến hóa được đâu. Rồi, mình sẽ đi lấy một stack quặng nữa nha, cho nó đủ. Ui, lại xuất hiện thêm một con nữa. Cái stack quặng cuối cùng thì chúng ta lại gặp được Meltan nữa các bạn ơi. Rồi, sẵn tiện thì mình sẽ cất em Meltan cũ nó vô để mà lấy Caesar ra nha. Đó. Sẵn tiện thì thu phục thêm một con nữa luôn. Wow, hay vãi chưởng các bạn à. Đây, tính chạy đi đâu hả? Ui, mình nhớ cái góc này quá các bạn ơi. Đây là cái góc quen thuộc nè. Lúc trước tôi phải dùng Master Ball để mà bắt nó đó. Ui, mình tưởng cái quả Whip Ball đầu tiên là nó thành công rồi chứ. Nhưng mà không các bạn à. Phải Force Whip nó và dùng Liver Ball thì nó mới sợ lận. Meltan này cứ cứng đầu lắm đó. Nó lại liên tục dùng cái chiêu Harden nữa. Rồi, Liver Ball lần này có tác dụng không? Không được. Phải 3-4 quả thì may ra còn tác dụng đó các bạn à. Quả thứ hai. Ôi các bạn nhìn trời cái lúc bình minh kìa. Rất là đẹp luôn nha các bạn. Ôi quả thứ hai không được rồi nè. Nó dùng chiêu Headbutt với mình luôn. Nó cụm đầu với mình đó các bạn. Cái con này dễ sung quá hen. Làm thêm quả thứ ba. Quả thứ ba thì... Trời ơi, làm tôi bị quê xệ à. Không được thì tôi cho quả thứ tư thôi. Có gì đâu phải ngại bạn ơi. Đó, quả Liverborn thứ tư. Không được nữa thì dùng tới quả thứ năm chứ gì đâu mà. Ui, không được thiệt sự các bạn ơi. Khó bắt quá vậy ta. Quả thứ năm đi. Nếu quả thứ năm không được thì mình sẽ chuyển qua Tamerborn nha các bạn. Để coi lần này ai cứng đầu hơn ai nè. Yes, chúng ta ui bắt được Meltan luôn và không phải Litter đó các bạn ơi. Lần này là Meltan thiệt, mình đã có được hai con rồi nè. Siêu đã luôn nha. Đúng là cái tỷ lệ nó tác giả có fix lại thiệt đó các bạn ơi. Đó, tỷ lệ xuất hiện cũng đã được tăng lên nè. Tỷ lệ nó biến thành con Litter thì được giảm xuống. Rất là hay luôn nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi tiến hóa cái em Meltan này nha các bạn ơi. Rồi, mình lấy cho đủ 7 stack đi. Hồi nãy mới lấy được có 6 stack thôi. Bây giờ thì khi đã lấy đủ được 400 quặng cho Meltan rồi thì mình sẽ cho nó lên cấp để cho nó tiến hóa nha các bạn. Đó, tới thẳng mặt ông này luôn, cho ổng coi nha các bạn ơi. Nói chứ mình tiến hóa ở chỗ nào chả được. Đó, mình đem lên đây chứ có lệ thôi.
Và mèo tan đang tiến hóa rồi nha. Con này kích thước huge. Kích thước hình như ngang bằng với con mèo tan của mình đó. Ồ, siêu to chứ kìa. Nhìn đẹp vãi chưởng nha các bạn. Tiếc là con này không cởi được. Wow, đẹp nhen. Và chúng ta đã xong nhiệm vụ rồi nè. Được một cái Diamond Hammer. Một cái búa kim cương. Kim cương tôi đâu có thiếu đâu. Trời ơi. Nhiệm vụ của huyền thoại mà nó cho mình có cái búa kim cương thôi các bạn ơi. Nói chung cũng tạm được. Rồi, mình sẽ cất em Melmetal này vào nha các bạn ơi. Cất em vào thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục với các nhiệm vụ trong tập ngày hôm nay nữa nha. Cái chuông của Ho-Oh thì vẫn chưa rung nè. Đợi hoài đợi mãi, nó vẫn vậy thôi. Mình sẽ đi tìm thêm cái ông dân làng để coi thử ông có nhiệm vụ nào không nha các bạn ơi. Ôi, lại là ông Blacksmith nè. Để coi nhiệm vụ lần này. Ô, vẫn là tiến hóa con Meltan hả? Ủa sao nhiệm vụ này hoài vậy ta? Trời ơi, tôi có rồi, tôi làm rồi mà. Ông này được voi đòi tiên quá à. Trời ơi, không được rồi các bạn ơi. Chắc mình sẽ không có nhận nhiệm vụ này đâu. Mình nghĩ á, làm nhiệm vụ như vậy là quá đủ rồi các bạn ơi. Tập ngày hôm nay á, mình sẽ tiến hành đi bắt những cái dạng đặc biệt của Pokemon nha. Đầu tiên sẽ là cái dạng Pokemon tình yêu, hay còn gọi là Valentine Pokemon như các bạn ơi. Đó, nó sẽ có 4 con thôi. Là Spinda, Cosphin, Weezing và Gardevoir nha. Đó, mà để bắt được những cái dạng đó thì chúng ta sẽ phải còn dùng Love Ball để mà thu phục Pokemon có tên tương ứng nha các bạn ơi. Hiện tại thì chỉ có 4 con đó thôi. Đó. Rồi để mình sẽ kiểm tra PC coi. Coi thử cái con Spinda này á, nó đã có chuyển sang cái dạng tình yêu chưa? Ôi vẫn chưa các bạn ơi. Nãy giờ thì mình đã có bắt thêm mấy con rồi đó, nhưng mà chả thấy gì cả. Công nhận cái dạng này nó cũng khá là hiếm xuất hiện thiệt. Nhưng mà không sao, Spinda ở cái vùng Extreme Hill này thì nó rất là nhiều luôn. Ở cái vùng núi này á, nên các bạn cứ bắt thoải mái thôi. Mình chuyên gia dùng scissor để mà cấu nó còn một máu. Rồi sau đó mình sẽ dùng lớp bon bắt cho nó lẹ đó các bạn ơi. Đó. Nói chung thì 4 con Pokemon kể trên á thì nó sẽ có cơ hội chuyển sang cái dạng tình yêu khi mà các bạn dùng Love Ball để mà bắt nó nha. Đó. Mình coi thử nó đã chuyển sang cái dạng tình yêu chưa. Chưa các bạn ơi. Cái dạng tình yêu là cái dạng nó màu hồng hồng đó, rất là đẹp luôn. Đây nè, cái con này chạy đi đâu hả? Ôi nó quay vòng vòng các bạn ơi, chóng mặt vậy. Phone sweep mày một phát nè. Cho nó còn một máu cái đã các bạn ơi, rồi tính tiếp nha. Rồi, bây giờ thì mình dùng Love Ball tiếp tục thôi. Hy vọng lần này nó sẽ chuyển sang dạng tình yêu các bạn ơi. Không thì chắc chúng ta còn phải bắt thật là nhiều Spinda đó. Coi lại một lần nữa coi. Vẫn chưa chuyển các bạn ơi. Bắt được 5 con rồi đó. Rồi bây giờ chắc mình sẽ đi bắt thêm thôi. Trên đây còn một con nữa nè. Wow, tính chạy đi đâu hả? Ôi con này nhìn nó to quá chưa các bạn ơi. Rất là dễ cưng luôn. Lụm nó thôi các bạn à. Spinda. Rồi lụm nó luôn bằng lớp bon nha. Hồi đó giờ mình rất là ít dùm lớp bon để mà bắt Pokemon luôn. Bây giờ thì cũng có ngày để mà xài đó các bạn ơi. Để mình coi thử nào. Ui vẫn chưa có luôn. Và chúng ta đã có được 6 con Spinda rồi nè. Công nhận khó quá các bạn à. Rồi sao mình còn xuất hiện nữa nè. Công nhận Spinda xuất hiện rất là phổ biến luôn. Nên là mình nghĩ là cái dạng Spinda tình yêu nó sẽ xuất hiện sớm thôi các bạn à. Ráng lên nào. Tiến lên. Đây, tiếp tục dùng lớp bon nữa nha. Vì nó còn có một máu á, nên mình bắt bằng cái quả lớp bon là nó trúng mất tiêu rồi. Sướng vãi chưởng à. Đỡ phải tốn nhiều bon nữa các bạn à. Ui, chưa có là chưa có các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ bắt một lần ba bốn em luôn rồi mình đi kiểm tra sau quá. Chứ bắt một con rồi kiểm tra liên tục như vậy thì nó mệt chết đó các bạn ơi. Phone sweep mày nè. Rồi dùng lớp bon nha. Ai da, nó bắn cái tia gì đó vô mình đó các bạn ơi. Lớp bon nè. Đó, quả cầu tình yêu. Hy vọng mày sẽ chuyển hóa thành Spinda tình yêu cho tao nha.
có chiêu Inferno mình không có thích học. Bên này lại có thêm một con Spinda khác nè các bạn ơi. Mình bắt nãy giờ đến mức là trời nó sáng luôn rồi đó, nhưng mà vẫn chưa thấy một cái con Spinda tình yêu nào cả. Đây, lớp bon tiếp tục nè. Nói chung mấy em này cấp nó cũng không có cao lắm, nên là bắt khá là dễ đó các bạn ơi. Đó, ngon lành liền thấy không? Ôi, ngoài này lại có thêm một cái em Spinda khác nữa nè các bạn ơi. À, nó ở trên hả? Mình cứ nghĩ là nó ở dưới. Con này thì có vẻ to hơn. Wow, nhìn nó to thiệt sự nha các bạn. Phone Sweep nè. Bé này thì cấp 25. Rồi, mình cứ lụm đại nó luôn bằng lớp bon thôi. Tiếp tục cho xong nhiệm vụ của mình cái đã. Ngày hôm nay phải đi kiếm cho đủ 4 dạng mỗi bon tình yêu đó các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ coi thử coi đã có em nào chưa. Ôi, cuối cùng cũng có được một em rồi các bạn ơi. Đây nè, các bạn thấy cái màu nó khác biệt chưa? Đó, đó là Spinda tình yêu đó các bạn ơi. Ngon lành chưa? Mình sẽ so sánh hai con cho các bạn coi nha. Mấy em Spinda của mình, sẵn tiện thì mình cũng sẽ lọc nó ra luôn nha. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Rất là nhiều Spinda luôn. Và đây là cái dạng tình yêu nè. Ồ, nó màu hồng nữa các bạn ơi. Con mắt nó có trái tim, hai cái tai nó cũng có trái tim luôn. Nó có khác gì không ta? Hình như thì nó cũng không có khác gì các bạn à. Nó cũng như vậy à. Đây chỉ là một cái dạng đặc biệt của Pokemon thôi. Ồ, kích thước huge. Ngon. Wow, nhìn đã chứ kìa. Cái con thường á thì nó là cái vòng tròn màu đỏ cam. Còn tình yêu thì là cái trái tim màu hồng đó các bạn ơi. Ồ, nhìn trên mắt nó kìa. Cũng có hai trái tim luôn. Sau lưng sau cái đầu nó cũng có trái tim luôn nè. Ui hay vẽ trưởng ạ. Wow, trên tay nó cũng có rất là nhiều trái tim luôn. Đúng là tình yêu có khác các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ lọc mấy em Spinda này ra cái đã. Rồi, bỏ nãy giờ cũng gần hết rồi đó các bạn ơi. Cuối cùng thì giữ được lại hai con. Một con Spinda thường và một con Spinda tình yêu đó. Giờ mình sẽ cất tụi nó vô. Thì Pokemon tình yêu tiếp theo mình định thu phục đó chính là Cosphin và Weezin nha các bạn. Ok, thì bây giờ phải chờ trời nó tối thôi để mà đi qua cái vùng đầm lầy này nè. Đó, Cosphin nó mới chịu xuất hiện đó các bạn ơi. Rồi chúng ta cũng sẽ dùng Scissor ra để mà bắt nó thôi. Wow, em Cosphin này lì vải chưởng ạ. Mình sẽ chuyển qua Scissor nè để mà Phone Sweep nó các bạn ơi. Cẩu cho nó còn một máu. Rồi chúng ta sẽ dùng quả lớp bon nha. Phone Sweep mày nè. Đó, một máu chưa. Cái em này á khá là nguy hiểm khi mà bắt các bạn ơi. Nó có thể nổ tung đó. Lần này thì quăng lớp bon ra thôi. Cosphin với tôi nè. Ôi không được luôn kìa. Khó bắt thiệt sự các bạn à. Làm thêm một quả lớp bon nữa nào. Để coi nó có cứng đầu không cái đã. Và chúng ta đã bắt được nó rồi các bạn ơi. Để mình kiểm coi. Cosphin. Ui và đây rồi các bạn ơi. Cosphin tình yêu đã có rồi nè. Wow. Ôi ngoài này có một em Venonat nữa. Venonat thì cái form đặc biệt của nó mình sẽ bắt trong cái tập tiếp theo nha. Đó, tập này thì dành cho các Pokemon tình yêu thôi các bạn ơi. Bên đây còn có thêm một em Cosphin khác nè. Chúng ta sẽ thử bắt tiếp đi. Coi thử nó có được may mắn không ta. Tại vì Weezin nó cũng tiến hóa từ Cosphin mà. Mình không bắt trực tiếp Weezin mà bắt Cosphin gián tiếp cũng được. Đó, để mà tiến hóa lên thôi các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì lụm nó luôn bằng lớp bon nha. Lớp bon. Rồi, được chưa? Được rồi nè, một quả là được rồi. Nó không kháng cự như là cái em đầu tiên các bạn à. Đây, thêm một em nữa. Wow, chúng ta được cái thành tựu gì đó. Cũng được. Bây giờ tiếp tục dùng lớp bon thôi. Công nhận cái vùng này Cosphin nó xuất hiện nhiều với chữ à. Ủa các bạn có để ý bên cái góc bên phải không? Lại thêm một con Cosphin nữa kìa. Đây, mình sẽ bắt nó luôn nha các bạn. Đây nè, Cosphin. Lụm nó luôn. Lại tiếp tục đi săn Cosphin y chang với lại Spinda vậy đó.
Nói chung công việc nó cũng tốn khá là nhiều thời gian đó bạn à. Ủa, em này kháng cự mạnh nè. Không biết có phải là khó phim tình yêu không nữa. Rồi, lớp bên. Lớp bên. Ui, không được rồi. Bắt khó vậy ta. Lớp bên phát nữa nè. Và yes. Trời ơi, xong rồi nè. Ồ, bên đây có một con Venonat để mình qua mình xử nó luôn nha bạn. Em này thì để tập sau. Thôi, đây là Venonat thường thôi, không phải là cái dạng đặc biệt gì cả. À, có một con Big Dup xuất hiện nữa bạn ơi. Sẵn tiện thì mình cũng sẽ đi bắt cái dạng đặc biệt của Big Dup luôn nha. Thì các bạn có nhớ cái quả Luxury Ball mà đầu tập mình có chế tạo không? Cái quả đó dùng để bắt cái dạng đặc biệt của Big Dup đó các bạn ơi. Đó. Khi mà bắt Big Dup bằng Luxury Ball á, nó sẽ có cơ hội cũng khá là thấp để mà Big Dup nó chuyển sang cái dạng đặc biệt của nó nha. Đó. Khi nào mà bắt được thì mình sẽ cho các bạn biết tên của cái dạng đó nha các bạn. Rồi, bây giờ cứ nhầm Luxury Ball mà thả thôi. Luxury Ball. Và yes, chúng ta đã bắt được nó rồi nè. Wow, ngon lành. Để cho cái quả này lên đầu cái đã, bắt cho nó dễ. Ôi, bên đây lại có thêm một em Big Dup khác nữa nè các bạn ơi. Bitoof. Rồi, nằm ở trên đây nè. Ồ, đây là con rái cá thì phải. Đúng không ta? Để quăng nó ra trước coi. Để quăng con Caesar ra trước coi. Ây da, trốn chim ở trên cao vậy, làm tôi bắt hơi bị khổ đó nhen. Phone Squib còn một máu rồi. Bây giờ thì dùng Luxury Ball thôi. Hy vọng là chúng ta sẽ có được cái dạng đặc biệt của nó. Big Dup này thì nó sẽ xuất hiện tại những cái vùng River vào lúc sáng sớm đó các bạn ơi. Nói chung thời gian xuất hiện nó cũng khá là nhạy cảm, tại nó có một chút xíu à. Ba con dạng thường hết, không có con nào dạng đặc biệt các bạn ơi. Trời nó cũng mưa luôn rồi. Để mình bắt cái con này trước đi, rồi mình dập mưa sau nha. Biết đâu với tôi hả? Phone whip nó rồi. Dùng Luxury Ball thôi các bạn ơi. Rồi. Trời ơi. Xong được cái em thứ tư rồi. Để mình kiểm tra lại coi nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ lấy Groudon ra cái đã để mà dập mưa. Ồ, mưa to vãi chưởng hả? Groudon của tôi. Ủa, ghi lộn rồi. Đây, Groudon của tôi nè. Lấy ra để mà cho nó tắt mưa đi các bạn ơi. Và sau đó mình sẽ cất nó vô lại nha. Bitu của tôi. Trời ơi, Bitu thường hả các bạn ơi, nhìn nè. Bốn con thường luôn. Để mình coi thử con này mình có cởi được không ta. Bitu nhìn nó cũng khá là dễ thương đó bạn ơi. Cất nó vô lại đi. Hình như con nào nó cũng y chang con đó à, nó khác cái gì đâu. Cởi nó coi. Ôi, cởi được nè. Wow, di chuyển nó cũng khá là ổn các bạn à. Khá hay. Rồi, sẵn thì mình sẽ cất con này vô và kiểm tra luôn cái con Cosfin. Coi thử nãy giờ có con Cosfin tình yêu nào không nha. Ôi, chỉ có một cái con mà đầu tiên mình bắt thôi các bạn ơi. Trời ơi, để mình kiểm tra cái con này luôn. Nó khác gì cái em Cosfin thường nha. À, có con Bitu ngoài này luôn nè. Ngon. Để các bạn ơi, em nó đây. Mấy em rái cá. Bò tùm lum tà la nè. Luxury Ball. À, mình bị nhầm. Cái con Bitu này á, nó sẽ xuất hiện vào cái lúc buổi sáng tại cái vùng River các bạn ơi. À, nói chung vào buổi sáng là nó sẽ xuất hiện hết. Thời gian thì nó cũng gọi là khá được đó, nó không có quá là gò bó cho lắm. Nên nếu có cơ hội thì các bạn cứ nên đi bắt cái dạng đặc biệt của con Bitu này nha. Nhớ phải quăng Luxury Ball để mà bắt nó nha các bạn. Chứ quăng quả ball khác á, thì các bạn sẽ không gặp được cái dạng đặc biệt đâu nha. Rồi, Luxury Ball thành công rồi nè. Uầy, Bitu nhiều thiệt sự luôn các bạn. Đây bên đây còn một con nữa nè. À, em này sung quá ha, tự thách đấu mình luôn. Phone whip mày nè. Thách đấu tôi hả? Luxury Ball phát nữa.
Ôi chưa thành công luôn. Con này có bộ khá là cứng đầu các bạn ơi. À không có tác dụng gì luôn kìa. Mày nè, Lush Ribbon. Mình không tin là quả này bắt không được. Mày nè, dính rồi đó các bạn à. Bidu. Ôi, cũng còn nữa. Wow, nó nhiều vãi chưởng ạ. À, hình như lần này chúng ta gặp một cái con Bidu nó bự hơn thì phải. Nhìn nó to to kìa. Mình rất khoái những cái em Pokemon mà kích thước nó càng to á. À, tại vì nhìn nó rất là chi tiết đó các bạn à. Rồi, Bidu. Lần này không có gặp cái em cứng đầu rồi. Khá là tuyệt vời các bạn ơi, mình kiểm tra coi. Trời ơi, 8 con, đều là 8 con thường hết. Xui vãi chưởng ạ. Nãy giờ đi bắt Pokemon á mà mình quên mất. Đáng lẽ ra mình nên chế tạo những cái lơ này thì nó sẽ tuyệt hơn các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo một cái Strong Shiny Glow nha, để mà dẫn dụ các Pokemon Shiny xuất hiện đó các bạn ơi. Đó, đại khái là dụ nó thôi. Em Shiny thì nó nghe được cái mùi hương từ cái lơ này á thì nó sẽ chui ra đó. Đại khái cái ý của nó là vậy thôi. Ui, bên đây có một ông shopkeeper và ông bán cả ba cái loại stone luôn. Dust stone, Dust stone và Moon stone luôn. Oh, ba cái loại mình chưa có các bạn ạ. Sẵn tiện thì mình sẽ kiểm tra coi có cái bộ đồ Moon không. Đây, có bộ đồ Moon nha các bạn. Có bộ đồ đo không? Có luôn. Bộ đồ Dust có luôn. Rồi, thì bây giờ thì mình quyết định luôn rồi đó. Chúng ta sẽ phải mua những cái stone này thôi. Mỗi loại chắc 40 cái thôi các bạn ơi. Chắc mình sẽ mua luôn nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ mua mỗi loại 30 viên đá đi. Đó. Đầu tiên là Moonstone nè. Dawnstone và Duststone cũng đều là 30 luôn nha. Wow, nói chung gặp con này cũng khá là hên đó các bạn ơi. Rồi đi cất lại thôi. À, cái Dawnstone mình chưa đủ hả? Mình mới có 26 thôi. Mình còn phải mua thêm rồi các bạn à. Để mình ra mình kiểm tra coi. Ngon lành. Cuối cùng cũng gặp được cái ông shopkeeper xịn xịn một xíu rồi đó. Mua Dawnstone nè. Mua 10 cái đi. Dawnstone mua 10 cái đi. Và Moonstone cũng mua 10 cái luôn nha các bạn. Ok, mình sẽ kiểm tra coi. Ây da, cái ông Rattata Alola này. Mình sẽ kiểm tra coi mình sẽ cần đủ bao nhiêu cái đá. Đầu tiên thì về những cái bộ đồ. 7 dưới 8 là 15. À, hình như mình chỉ cần 24 cái viên đá thôi là mình đủ cái bộ đồ rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra những cái loại vũ khí cũng như là các cái vật phẩm khác coi thử tốn bao nhiêu nha. Mười một với năm là 16 hả? Ôi, 16 viên đá nữa. Vậy là chúng ta sẽ cần 40 viên là đủ hết nha các bạn. À, sẵn tiện thì mình sẽ mua cho đủ 40 luôn nè. Dawnstone thì mình sẽ mua 5 viên. Đó. Rồi, thế là đủ rồi các bạn ơi. 40 viên đá mỗi loại là chúng ta sẽ có được full vật phẩm nha. Đó rồi, hình như mình đã đủ hết luôn rồi đó. Lipton cũng đủ luôn rồi nè. Chỉ thiếu Sinton thôi. Rồi, Cusping. Bên đây lại có thêm một em nữa nè các bạn ơi. Để mình bắt nó luôn nha. Nó trốn ở đâu kỹ quá vậy ta? Hình như là trốn ở trong này đó các bạn. Ố, không thấy. À đây nè. À, và hình như cái lơ của mình nó đã phát huy được cái tác dụng rồi đó. Có một cái em Cusping Shiny đã xuất hiện rồi kìa. À, cơ hội của chúng ta đến đây rồi. Đi qua và lượm cái em Cusping Shiny đó thôi các bạn. Cusping nè, để dứt con này trước đi. Rồi qua lượm cái con Cusping sau nha. Rồi, xong xuôi liền. Ui, Cusping Shiny. Con này lần đầu tiên mình thấy đó các bạn ơi. Để mình kiếm coi. Cusping thì mình chưa có dạng Shiny của nó. Ui, nhìn đã chứ kìa. Đây là con dạng thường đó. Con Shiny thì nhìn nó màu tím tím hả? Ui cũng hay đó. Hên quá các bạn ơi. Nhờ mình đeo cái Shiny lure á, nên là mấy cái con này nó mới chịu xuất hiện đó các bạn ơi. Nói chung là đeo Shiny thì Shiny sẽ xuất hiện thôi. Cũng hay. Đeo hệ nào thì hệ đó sẽ xuất hiện luôn đó các bạn. Xuất hiện nhiều hơn những cái hệ khác. Nói chung thì nó cũng tăng cái tỷ lệ thêm cái phần nào. Đó. Rồi. Cusping Shiny đã được bắt rồi nè. Bên đây lại thêm một con khác nữa. Con này là con Cusping. Ui con này tí hơn quá vậy. Có chút xíu à. Ây da. Ây da. Nhảy đi đâu tùm lum với tôi.
iPhone sweep nó một phát rồi dùng luôn cái quả lớp bon nha các bạn ơi. Lớp bon. Mấy em này cấp thấp quá, bắt nó dễ với trưởng à. Ồ, bên đây lại có thêm Cosfin nữa. Lượm nó tiếp thôi các bạn ơi. Phone sweep mày tiếp. Bác nãy giờ mày vẫn chưa thấy thêm một cái con Cosfin tình yêu nào cả các bạn ơi. Toàn là Cosfin thường thôi. Trời ơi, nó chỉ cho mình có một con thì vãi. Xui vãi trưởng à. Chắc mình sẽ đi qua cái vùng khác mình kiếm cái con Vizin quá. Cosfin không à. À, rồi để trước tiên thì mình sẽ check bon coi thử. 3 phút nữa sẽ có Legendary xuất hiện các bạn ơi. Oh, vùng này chính là cái vùng Root Forest nè. Ôi, vùng này thì sẽ xuất hiện Nigroma vào buổi tối. À, chỉ có một con Nigroma duy nhất ở đây thôi. Đó. Để mình chờ một xíu coi nó có chịu xuất hiện mới đã. Bây giờ chờ vãi cả trưởng rồi các bạn ơi. 3 phút mà lâu vãi trưởng à. Ôi đây rồi, cuối cùng nó cũng đã chịu xuất hiện các bạn ơi. Nigroma của chúng ta đây nè. Đó, ẻm nó đây. Hy vọng cái con này á nó sẽ có được cái Solgaleizer chứ không phải là Lunaleizer như là cái con hồi trước mình bắt nữa. Thì bây giờ bắt nó trước thôi bạn ơi. Rồi, và cái con Nigroma này thì nó hồi máu thôi rồi luôn các bạn. Hồi kinh khủng. Kinh khủng khiếp. Đây, phone sweep mày nè. Ui, nó có hồi nữa không vậy? Hình như là hết hồi đó các bạn ơi. Chúng ta đã qua được bắt của Woodborn rồi. Lần này thì dùng Dustborn thôi. Chỗ này nó cũng khá là tối đó. Để tôi thử coi. Dustborn. Ui, thành công luôn. Oa, bắt dễ vậy trưởng à. Để mình coi thử nha các bạn. Đây, Nigroma của chúng ta đây nè. Bắt bằng Dustborn. À, và nó có cái Lunaleizer. Trời, cái này chi vậy? Cái này tôi có rồi. Mình bắt thêm một cái con Nigroma thừa nữa bạn ơi. Thôi, chúng ta lại đi bắt cái dạng đặc biệt của Bidder tiếp thôi. Để mình sẽ cất Nigroma vô. Đó, nhìn cho nó dễ các bạn ơi. Đây, Bidder dạng đặc biệt. Đầu tiên phải phone sweep nó trước, rồi mới dùng Luxury Ball nha các bạn ơi. Bắt như vậy á, cho nó chắc ăn. Đó, Luxury Ball. Lần này thì bắt khá là dễ thôi à. Thành công luôn. Ôi các bạn ơi, chúng ta đã bắt được cái dạng đặc biệt của Bidder rồi nè. Và cái dạng này có tên là Ngài Bidder Đệ Tam nha. Nghe tên nó mỹ miều không các bạn. Nhìn nó sang trọng cực kỳ luôn kìa. Trời ơi, đúng là dân nhà giàu. Kêu là Ngài Bidder luôn nha các bạn. Có vẻ như con Bidder này nó khá là giàu thì phải. Để mình cho các bạn coi những cái con Bidder hồi nãy giờ mình bắt nè. Coi nó có nhiều chưa? Nhiều vái cái trưởng hả? Trời ơi, chúng ta sẽ cùng so sánh hai cái em này nha các bạn. Sẵn tiện thì mình cũng sẽ đi bắt luôn Weezin nha các bạn ơi. Đây, Weezin của chúng ta. Đây nè. Weezin á thì nó xuất hiện tại cái vùng Swampland M thôi. Còn Swampland thường thì nó hiếm hơn. Đó. Đây, em nó đây nè các bạn ơi. Để mình phone sweep nó cái đã. Mình khá là sợ cái con Weezin này nó nổ tung đó. Nó hơi bị nguy hiểm luôn nha các bạn. Đây, phone sweep hết nữa đi. Hy vọng không có gì. Hên quá, không có gì rồi. Chúng ta sẽ dùng Venusaur để mà ru ngủ nó nha các bạn. Rồi, Sleep Powder, ru ngủ nó rồi các bạn ơi. Hên quá. Giờ thì lượm nó luôn bằng lớp bon nha. Weezin tình yêu. Tập hôm nay thì mình chỉ có bắt Bidder dạng đặc biệt, cũng như là bốn em Pokemon tình yêu thôi. Đó là Spinda, Cosfin, Weezin và Gardevoir nha. Đó, chỉ là bốn con đó thôi à. Cho nó nhẹ nhàng các bạn ơi. Chứ mà làm nhiều thì nó hơi bị lâu đó. Rồi, tiếp tục là lớp bon luôn nè. Ui, vẫn chưa được. Công nhận con này bắt khó thiệt sự các bạn ơi.
là một quả lớp bon nữa nha, quả thứ ba rồi đó. Chúng ta chỉ có thể bắt bằng lớp bon thôi, không có còn lựa chọn nào khác. Và cuối cùng cũng đã bắt được rồi bạn ơi, Weezing. Ngon lành. Để mình kiểm tra PC coi. Để mình dùng Grounding để tắt mưa cái đã. Đây, tắt mưa một phát các bạn ơi. Rồi, ngon lành luôn rồi. Weezing thì lần này chúng ta vẫn chưa được hả? Weezing thường thôi nè, xui vãi. Ố, đây nè, Weezing tình yêu đó các bạn ơi. Ờ, cái con này nó nằm trong PC của mình, nhưng mà mình hồi trước mình có bắt không ta? Ôi sao nó lại bằng cái quả Whitbon, các bạn có để ý không? Nó bằng Whitbon. À, ôi hơi bị lạ nha các bạn. Mình không hiểu nha. Nhưng mà mình đã có được cái con Weezing này rồi. Ôi hay vậy trưởng ạ. À và Codfish này nó cũng bằng cái quả Dustbon luôn, chứ đâu phải là bằng... À đúng rồi các bạn ơi, Codfish và Weezing á, nó đều là cái bon khác, chứ nó không phải là lớp bon các bạn à. Đây để mình xử cái em Metabot này cái đã. Trời ơi, ngán đường tôi hả? Metabot nè, bot chứ tôi. Ô, oh, Gardevoir. Chờ nó, nãy giờ nó mới chịu xuất hiện các bạn ơi. Nó chỉ xuất hiện vào cái lúc bình minh và hoàng hôn tại cái vùng rừng Bạch Dương thôi. Nó tìm nó rất là khó luôn. Đây, em nó đây nè. Phone sweep mày một phát nha con. Và đây có lẽ là cái mon tình yêu cuối cùng của mình rồi đó. Đây, mình đã có được 3 con rồi. Cái đời volume thứ 4 đó. Cứ dùng lớp bon thôi bạn ơi. Ui, và khó bắt thiệt sự. Con này cấp 61 luôn kìa. Hàng chi nó xuất hiện khó là phải rồi, tại vì cấp nó cao quá các bạn à. Ôi, đánh mình đau vãi chưởng ạ. Lớp bon phát nữa nè. Và... Ôi, chưa được kìa. Tôi cứ tưởng là được rồi chứ, nhưng mà không các bạn à. Không có được. Ồ, trời nó mưa luôn rồi. Sao cứ lần nào cũng vậy hết vậy ta. Con này công nhận cứng đầu thiệt sự luôn. Nó hành mình đứng dưới mưa mà bắt nó kìa. Lớp bên phát huy tác dụng đi nào. Yes, chúng ta đã bắt được nó rồi nè. Để coi thử Gardevoir gì nha các bạn ơi. Hy vọng là Gardevoir tình yêu. Ồ, nãy giờ mình có bắt được 3 con rồi đó. Nhưng mà đều là Gardevoir thường thôi. Chờ cái em này xuất hiện nó khó cực kỳ luôn. Nó đâu có như cái em Codfish, Weezing. Nó đâu có như những cái em đó đâu. Đây, có con Rat xuất hiện nè. Đây là cấp 1 của con Gardevoir đó các bạn ơi. À đây rồi các bạn ơi. Xuất hiện thêm một con nữa rồi nè. À, nãy giờ mình đứng treo máy. À, cũng vừa cái lúc hoàng hôn luôn. Hàng chi nó xuất hiện. Đây, lần này chúng ta lại thử cái vận may nữa coi. Bục cái hiệu phát nè các bạn. Ok. Rồi, giờ thì phone sweep nó thôi. Ui, cấp 58. Con này mỗi lần xuất hiện như là một cực hình vậy. Các bạn nhìn cái level nó kìa. Level đó mà ném lớp bon ra thì bao giờ nó mới chịu đi vào chứ. Lâu lắm đó. Ủa, ui, một quả vào luôn ạ. Ơ, hay vãi chưởng ạ. Ui, vào đây rồi các bạn ơi. Đây rồi, Gardevoir của chúng ta đây nè. À, cuối cùng thì mình cũng đã đủ 4 Pokemon tình yêu rồi nha. Hay vậy. Mình khá là khó hiểu về cái vụ Codfish và Weezing. Tại sao nó lại không nằm trong cái bộ lớp bon các bạn ơi. Đây là cái bộ Pokemon tình yêu và nó đã có trước khi cái bản cập nhật 7.3.1 rồi đó. Đó, trước đó thì mình cũng không có quan tâm lắm về những cái dạng đặc biệt của Pokemon. Nhưng mà lần này thì mình hơi bị quan tâm khá là nhiều rồi đó. Rồi còn bây giờ thì chúng ta lọc bỏ mấy em Gardevoir kích thước nhỏ nhỏ cái đã. Đây chính là Gardevoir tình yêu của chúng ta nè. Và Gardevoir thường. Ồ, nhìn đã chứ các bạn ơi. Gardevoir tình yêu cái dạng nguyên mẫu luôn đó. Ngon lành cành đào chưa. Nhìn nó rất là đẹp nha các bạn ơi. Để sẵn tiện mình sẽ đi vào mình kiếm những cái đá Mega của Gardevoir luôn nha. Đâu rồi, đá Mega của nó đâu rồi ta. Trời ơi, mình có khá là nhiều đá Mega luôn đó. Ngon lành chưa. Ở có con Galitite gì nè.
À, cái con Galit. À, đá mega của Galit. Cái đó là một cái dạng khác của Gardevoir đó các bạn. À đây rồi, Gardevoir Rai. Đúng đó rồi đó. Để coi thử khi tiến hóa mega thì Gardevoir này nó có biến luôn cái dạng tình yêu này mega không ta. Chúng ta sẽ thử thử coi. Cùng thử xem nào. Coi nào các bạn ơi. Và nó chỉ là cái dạng mega Gardevoir thường thôi. Thì ra là vậy. Nhưng mà nói chung cũng rất là được rồi đó. Ngon lành liền. Con này bị trừ speed các bạn ơi. Con này thì kích thước nhỏ. Tổng hợp lại thì mình đã có được 4 em Pokemon tình yêu và một cái em Pokemon, đó chính là ngài Bidu Đệ Tam đó. Thì trong đây thì có hai con là Gardevoir và Spinda nằm trong cái quả Love Ball. Còn hai con còn lại thì một con nằm trong Wish Ball và một con nằm trong cái quả Ball nào đó, khá là lạ các bạn ơi. Mình cũng không hiểu lý do gì luôn. Nói chung là khá là khó hiểu đây. Có thể là mình đã bắt được hai con này trước đâu rồi. Khó hiểu nhờ. Thôi kệ các bạn ơi, nói chung là như vậy là quá ngon rồi đó. Cho các bạn coi lại nè. Và chúng ta còn có được Meltan. Rồi tập hôm nay được hai con Meltan luôn nha các bạn. Và mình đã tiến hóa một con rồi. Đó, thành hai con Meltan luôn. Trời ơi. Nói chung tập ngày hôm nay đỏ thiệt sự. Và nó cũng có khá là nhiều điều để mà khó hiểu đó. Anh em mà biết á thì giải thích cho mình ở phía bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhớ ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để mà nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Ngoài ra thì nhớ để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.